Chào mọi người nha. Nay về đêm á, mình có giống như cho con thì em xem ai có nhu cầu gì con giống muốn tìm hiểu tư vấn thì thật chăm sóc nuôi trùng hương đó, cứ gọi cho em chia sẻ giao lưu con giống vượt chạy cho anh chị mình. Con nó bầu đây, bầu sắp đẻ. Đây đang có một cặp này nữa. Cối đây, cái tơ. Cái tơ được 10 tháng. Chú rồi xem ai có nhu cầu giống liên hệ số điện thoại em để bên dưới. Một con này cũng dữ lắm nè anh chị, mình tới ngày đẻ rồi đó. Để có được những con giống tốt quá thì anh chị của chú cứ liên hệ trực tiếp tới trại bên em. Cái này to lắm, bầu luôn, đầy đủ bố bé không dữ luôn. Trùng hương thì nó cũng không khó, nhưng mà quan trọng anh chị cô chú mình chọn đúng được cái con giống thì nó hiệu quả hơn. Để có được con giống chất lượng thì cô chú anh chị có ai có nhu cầu có được con giống chất lượng gọi điện để chạy em tới tham quan chia sẻ kinh nghiệm. Chuồng Barbie được 3 tháng mấy tuổi có rồi. Chuồng đang làm thêm mới chuồng nữa. Bây được 3 tháng mấy tuổi. Đó,
có ai cũng giống hỗ trợ kinh nghiệm gì đó cứ alo tới chạy dưới chục hơn rồi. Cảm ơn anh chị cô chú hồi nãy giỏi. Chào tạm biệt mọi người nha.